Chào anh em, mình giới thiệu với anh em một con máy cắt cỏ dạng đeo ba lô. Con này thì mới khoảng trên 95%, nước xi bô nó còn trắng sáng. Bên đây trắng sáng bên hông nè, dòng trắng sáng khá là mới. Tại vì bên mình thì mình sẽ thích những cái dòng hàng tiễn chọn, bình xăng chứa thì còn khá là mới. Ở đây anh em xài thì yên tâm, cái cọng dây cáp này thì cái nào cũng có giá trị riêng. Ví dụ như một cái cắt cỏ mà ống đứng á, thì nó sẽ hư cái ống, hư cái ruột bên trong và nó hư cái đầu cốt lát. Còn cái sợi mà dây là dây sắn dẫn xuống cáp nè thì nó dễ sẽ hư cái này thôi, hư cái phần này thôi. Nhưng mà phần này mua cũng rẻ, nó không có mắc, vài chục ngàn một cọng thôi. Nhưng mà đặc biệt nó không hư cái phần đầu cốt lát. Lý do tại sao? Tại vì khi mà cái lục sắn của cái cáp á, nó có một cái lục dẻo thì bên trên nó có gì nó ngừng lại. Dưới đây giống như đại khái anh em là anh em xài cốt motor rửa trực tiếp, hoặc anh em xài qua dây cò rò là nó cũng giống hệt vậy thôi đó. Một cái máy khá là đẹp, liền lạc hết. Ở đây thì máy này mình quay cho anh em xem. Đây Shindawa, hàng Shindawa hàng hệ cho anh em miền Tây. Anh em miền Tây mình thì lại rất thích cái dòng này đó. Đầu bò bên trong để lâu quá nó bị móc thôi, nó cũng chưa sử dụng đó. Thì bơm tất cả đầy đủ. Cái này giật dây giật trợ lực này nha anh em, dây giật trợ lực rất là nhẹ. Cái tay nắm này nó cũng khá là tốt, khá là êm tay. Thứ hai nữa là cái đó có trắng cỏ nó trắng bắn lưỡi, văng lưỡi thì văng đá đồ thì mình sử dụng một cái miếng mới. Tại vì cái hàng bãi nó không có thì mình lựa miếng mới cho anh em luôn. Ở đây cái tay ga này nó có cái hay, nó có cái tay nắm che chắn nè, cái tay nắm che chắn phía dưới nè, giống như là một cái bao kiếm vậy đó. Đó mình để dưới này để cái tránh cái tay mình sử dụng. Ở đây là cái dây ga là tắt nè, mở nè. Ở đây mình muốn xài nửa ga thì mình bóp hết cái tay luôn. Đây mình bóp hết cái tay này, nó cũng chỉ có nửa ga. Còn mình muốn hết ga thì mình chỉnh này, hết ga thì bóp lên hết ga. Còn mình sẽ lắc này nhẹ thì bóp chút xíu rồi ga nó không lên lớn đó. Thì ở đây khá là mới, con này liền lạc hết từ trong ra ngoài. Anh em xem nước bô nè, đó trắng bên trong trắng tinh. Mình lựa hàng tiễn cho anh em không. Con này thì nồng 36 ly. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình, mới trên 95%. Dòng những dòng mới máy mới thì anh em rất là bền. Những cái dòng Komatsu Shindawa thì anh em miền Tây rất là thích, rất là bền. Đã đi mình tắt máy cho anh em xem. Đầu tiên mình mở ra là bơm xăng. Giờ mình tắt máy mình làm lại nè. Cái tiếng bô của Shindawa anh em nghe rất là đã. Cảm ơn anh em xem clip. Anh em nào có nhu cầu sử dụng một cái máy cắt cỏ dây ba lô hàng qua hàng Shindawa của Nhật, nội địa Nhật thì liên hệ mình. Xin cảm ơn anh em xem clip rất nhiều.